đã là người nhà F, chúng ta đều mong chờ đến ngày sinh nhật tập đoàn 13 tháng 9 để cùng nhau hòa vào nét văn hóa đặc biệt, được sống trong không khí hội thao đầy màu sắc và háo hức mong chờ đến hội diễn mang tính chất nghệ thuật chỉ có tại FPT. Thế nhưng Covid với những diễn biến leo thang phức tạp khiến cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn. Trong đại gia đình nhà F, nhà bán lẻ chúng tôi là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất từ đại dịch. Khi nhà nước áp dụng chỉ thị 16, các cửa hàng F shop buộc phải đóng cửa, số bệnh nhân tăng cao khiến hàng loạt các nhà thuốc Long Châu phải hoạt động cả ngày và đêm. Các chốt chặn được thành lập và kiểm soát chặt chẽ khiến những hoạt động giao hàng kinh doanh của F Retail trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khối VO liên tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ, kho vận hoạt động hết công suất. Cán bộ nhân viên thì làm việc 3 tại chỗ, gấp 2, 3 ngày thường. Thế nhưng dù vất vả là vậy, mỗi thành viên chúng tôi đều cố gắng hết sức mình để đảm bảo hoạt động kinh doanh vừa chống dịch. Những khó khăn vất vả ấy không phải ai cũng có thể biết và cảm nhận đầy đủ. Bởi vậy, nếu như mọi năm, F Retail đem đến hội diễn những câu chuyện với góc nhìn hài hước, đầy chất cô để đón lên cuộc sống của người retail, thì năm nay chúng tôi lại chọn thể loại phóng sự để đưa đến cái nhìn chân thực nhất về cuộc chiến Covid của những cán bộ nhân viên nơi tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần chiến sĩ thời bình, mỗi người cố gắng bằng hai, mỗi người F Retail của chúng tôi sẽ trở thành một chiến binh, mỗi cửa hàng sẽ trở thành một pháo đài. Và chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm đẩy lùi Covid, phát triển mạnh mẽ trong đại dịch. Hãy cùng nhau xem tác phẩm Covid liên hoàn truyện để hiểu hơn về con người F Retail và cùng nhau chúc mừng sinh nhật là tuổi thứ 33 của tập đoàn FPT các bạn nhé. Sắp em rất là nhiều về tinh thần cũng như vật chất cho chúng em trong giai đoạn dịch, hỗ trợ rất là kịp thời như chính sách hỗ trợ cho nhân viên F0, F1 trong thời Covid, và thêm nữa là bữa ăn phụ rất là vui vẻ của sếp Điệp. Chị đã khiến chúng em cảm thấy yên tâm hơn trong khi làm việc ở mùa dịch này. Tất cả các anh chị em đồng nghiệp cùng ăn, cùng ngủ, cùng hỗ trợ khách, cùng trực đêm thì nó giống như là một gia đình của mình vậy. Đó là cơ hội để cho tụi em được gắn kết với nhau hơn. Shop đi giao hàng cả đi cả về 75 km, cố gắng đi vòng quanh của một xã và trèo vào những cái hàng rào lớn, hàng rào nhỏ, để đi bộ vào nhà khách tận 3 km. Đi giao hàng cho khách mà không kịp luôn là coi như là không được ăn uống gì hết. Tổ điều trị đã tư vấn rất là kỹ càng, gửi thuốc về cho chúng em, cho F0 rồi gửi thuốc cho F1 để phòng hờ. Cảm thấy là cái đó là quá đầy đủ. Thì em đã được nhận thuốc mà điều trị và cũng như tìm hỗ trợ từ công ty. Cá nhân em với sự hỗ trợ tận tâm của tổ điều trị thì như vậy là quá tuyệt vời. Mọi người hãy cố lên nha, cùng nhau cố gắng vượt qua dịch, cố lên.
chính ban giám đốc để tận tay xuống tới kho tổng rồi trao trứng và trao sữa để cho anh em trong vòng một tiếng để liên hệ gia đình chuẩn bị lương thực, quần áo, nhu yếu phẩm, tập trung hết lên kho để đảm bảo không có bị đứt gãy chuỗi cung ứng để cung cấp hàng hóa kịp thời đến shop. Cố gắng không quản ngại khó khăn để cứu người thì lúc này lại có những top dược sĩ chuyển sang công việc của kho vận. Mình vừa là người dược sĩ, vừa là người hỗ trợ trong công việc giao hàng. Tuy có mệt nhưng mà bản thân thì luôn tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Anh em ở tuyến đầu luôn có đồng đội và ban lãnh đạo đứng sau hỗ trợ mọi mặt, như là phát sữa, trứng, động viên tinh thần. Với anh thì mỗi bạn đều là một chiến sĩ thời bình. Các bạn luôn luôn bám sốt, các bạn luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn. Đó là những hình ảnh rất là đẹp và đã được ghi lại vào trong những trang sử ký của FRT. Em cũng xin chân thành cảm ơn ban giám đốc, cảm ơn các phòng ban đã luôn đứng sau, đồng hành và hỗ trợ kịp thời dưới sốt. Hãy xem đại dịch Covid là một cơ hội để chúng ta sáng tạo hơn trong công việc. Hãy đoàn kết một lòng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn và thách thức. Vượt qua khó khăn và thách thức, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và chắc chắn chúng ta sẽ có giá trị hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Tiên thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn cố gắng, luôn bám sốt trong mọi tình huống. Anh gửi lời cảm ơn. Rất chân thành cảm ơn sự đóng góp, tinh thần vượt khó tuyệt vời của toàn thể anh em. Xin chân thành cảm ơn các bạn ARM cùng toàn bộ cán bộ, nhân viên. Chị xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì sự nỗ lực, đóng góp của các em trong thời gian qua. Cuối cùng, chúc cho toàn thể chúng ta thật nhiều sức khỏe, vượt qua khó khăn và nhanh chóng bước qua đại dịch. Chào tất cả các bạn. Trong những ngày vừa qua, Việt Nam đã trải qua những khó khăn chưa từng có trong lịch sử. Và bản thân của chúng ta cũng như vậy. Từ những cán bộ công nhân viên vì lây nhiễm F0, tới ngành hàng, kho tổng vì gián đoạn, phong tỏa, tới hàng loạt shop phải đóng cửa, không hoạt động. Nhưng thật đáng mừng, bằng sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, chúng ta đã đạt được những kết quả thật sự xuất sắc. FPT tự hào có bạn. Chúc mừng sinh nhật FPT. FPT 335. Chúc mừng sinh nhật FPT. Chúc mừng sinh nhật FPT 33 tuổi. Chúc mừng sinh nhật FPT 33 tuổi. Chúc mừng sinh nhật FPT. Chúc mừng sinh nhật FPT. Chúc mừng sinh nhật FPT. Chúc mừng sinh nhật FPT.